cũng trong ngày hôm nay ngày 3 tháng 6, thị ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã tổ chức khen thưởng thành tích đột xuất cho chị Bùi Thị Phụng, 46 tuổi, làm nghề bán thịt quay trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, vì đã có hành động đẹp, nhận được 170 triệu đồng và trả lại tiền cho người làm rơi dọc đường. Trước đó vào sáng ngày 31 tháng 5 khi đang đứng bán hàng trên vỉa hè đường Hùng Vương, thuộc khu phố 3 phường Xuân Trung thành phố Long Khánh, chị phụng nhặt được một bịch ni lông màu xanh, bên trong đó có số tiền là 170 triệu đồng. Sau khi nhặt được, chị phụng đã nhờ trích xuất camera để tìm người đánh rơi và trả lại, xác minh số tiền trên của anh Nguyễn Thành Dũng, ngụ tại khu phố Bầu Sen, phường Bầu Sen thành phố Long Khánh đánh rơi dọc đường. Đây là tiền hàng mua bán trái cây của anh Dũng. Sau đó thì chị phụng thông qua công an phường Xuân Trung đã hỗ trợ giao số tiền trên cho anh Dũng. Vâng ạ, quả là một câu chuyện đẹp giữa đời thường đúng không ạ? Chị phụng cũng đã chia sẻ suy nghĩ của người bị rơi tiền, thì cũng như mình, nhiều khi đó là tiền vay mượn, cuộc sống khó khăn nên khi đánh rơi một số tiền lớn như vậy thì rất là đau xót. Vì đồng cảm mà chị phụng tìm cách trả lại số tiền đó cho người mất.